Có một thứ càng cho đi thì càng có thêm nhiều. Có một loại năng lượng càng sử dụng, thậm chí càng xài phí thì càng có nhiều thêm. Đó là lòng tốt. Exactly. Nếu như bạn cho vay tiền, bạn sẽ không biết chính xác bao giờ mình được hoàn trả. Nhưng nếu bạn trao đi lòng tốt, bạn sẽ nhận lại được gấp trăm lần như thế. Cho thì có phúc hơn là nhận. Nếu chọn niềm vui của người lẫn nhận, bạn sẽ là phận người hằn khất. Nếu chọn niềm vui của người cho, bạn là người giàu có và dư đầy ân phúc. Chẳng ai nghèo đến nỗi không có gì để cho, và cũng chẳng ai giàu đến nỗi không cần nhận điều gì, phải không bạn? Không cần cảm ơn tôi, nhưng hãy tạ ơn Chúa vì những gì bạn đã lãnh nhận, và cũng đừng quên cảm ơn những người Chúa đã gửi đến giúp đỡ bạn. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn để làm phong phú cuộc đời này bạn nhé.